Năm 2017, chị Hiếu mạnh dạn đăng ký để Long tham gia cuộc thi vẽ Cảm xúc trong em do Trung tâm UNESCO Hà Nội và Xưởng Nghệ thuật Art3 phối hợp tổ chức. Ngoài sức tưởng tượng, bức vẽ của Long đã đạt giải đặc biệt. Bức vẽ được đấu giá để tiếp tục giúp đỡ cho các bạn nhỏ khó khăn vùng cao. Và cũng từ đây, Xưởng Nghệ thuật Art3 đã phát hiện ra một tài năng nhí. Art3 đã nhận hỗ trợ để Long học vẽ tại đây mà không cần kinh phí. Và thế là thầy thì dạy vẽ, còn mẹ là phiên dịch. Long cứ thỏa sức sáng tạo với niềm đam mê của mình. Đôi khi là cái ngôn ngữ ký hiệu của mình không có nhiều lắm, nhưng mà bạn ấy vẫn hiểu được những gì mà mình đã nói. Mình nói ra và thông qua việc truyền đạt một chút của mẹ bạn ấy là giúp mình hỗ trợ, thì là cả hai đều nắm được và bạn ấy đã làm được những cái ý mà mình đã định nói ra. Được đi học ở một cái trung tâm như thế và được các thầy cô, người ta có chuyên môn ấy, họ đánh giá tốt về con mình, thì mình cũng cảm thấy rất là yên tâm, mà trong lòng cũng rất là vui, phấn khởi ấy. Thế là cố gắng, kể cả là khó khăn hay như thế nào đấy, mình cũng cố gắng hết sức để cho con đi học. Long ấy thực ra là một cậu bé rất có tài hội họa, nhưng chỉ đến khi cho con đi học thì mẹ mới biết niềm đam mê này của con thôi. Cậu bé đã nhận giải đặc biệt cuộc thi vẽ Cảm xúc trong em 2017 do Trung tâm UNESCO Hà Nội và Xưởng Nghệ thuật Art3 tổ chức. Sau những ngày đi học trong tuần, thường thì chị Hiếu đưa Long thong dong đi dạo. Mỗi góc phố, mỗi cảnh tượng được Long chụp lại và cảm nhận theo cách riêng của mình.